Xin chào mừng quý vị và các bạn đã tới với chương trình Quân khu số 1 Thách đấu. Thưa quý vị và các bạn, trong thời chiến cũng như thời bình thì lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng đã luôn sẵn sàng hy sinh gian khổ khi đất nước và tổ quốc cần. Và thưa quý vị các bạn, trong những ngày khi cơn bão số 3 có tên là Yagi đã gây ra những thiệt hại rất là lớn cho đất nước của chúng ta thì quân đội ta đã huy động lực lượng để sẵn sàng giúp dân cứu hộ cứu nạn và khắc phục mọi hậu quả của vùng bão lũ. Và cũng chính vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được cùng quý vị các bạn đón chào những chiến sĩ của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta trở lại với chương trình Quân khu số 1 Thách đấu vòng 1 lượt về. Và vòng 1 lượt về của chương trình Quân khu số 1 Thách đấu mùa giải 2024-2025 của chúng ta có sự tham gia của 11 đội tuyển. Trong đó có 2 đội tuyển đã được đặc cách không phải thi đấu vòng loại đầu tiên, đó là 2 đội tuyển Quân khu 3 và đội tuyển Quân đoàn 3. Và 11 đội tuyển còn lại xuất hiện ở trong lượt về vòng loại 1, gồm những cái tên đội tuyển Quân khu 1, đội tuyển Quân khu 9, đội tuyển Quân khu 7, đội tuyển Quân khu 4, đội tuyển Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đội tuyển Quân đoàn 4, đội tuyển Quân đoàn 12, đội tuyển Quân chủng Hải quân, đội tuyển Quân khu 2, đội tuyển Binh chủng và đội tuyển Quân khu 5. Và khi lượt về kết thúc thì chúng ta sẽ tìm ra được 8 cái tên xuất sắc nhất để đi vào vòng tiếp theo chương trình vòng loại thứ 2. Cùng tham gia với chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nam, đại úy giáo viên trường trung cấp 24 Bộ đội Biên phòng. Đồng chí giảng viên trường sĩ quan pháo binh, binh chủng pháo binh Ngô Sĩ Khánh. Và thưa quý vị, quân với dân như cá với nước, đó cũng chính là một cái tinh thần của bộ đội Cụ Hồ của chúng ta. Sau khi cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả bão lũ thì các chiến sĩ của quân khu 2 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quay trở về để thực hiện phần chuẩn bị thao trường, và thao trường Tuyên Quang đã sẵn sàng chào đón các đội tuyển trở lại với chương trình Quân khu số 1 Thách đấu và cống hiến cho quý vị khán giả xem truyền hình cũng như toàn quân những màn thi đấu đặc sắc nhất. Trong cơ chiêu nói qua một chút về những trạng thi đấu trong vòng 1 lượt về này. Thì ở trạng đầu tiên chúng ta thấy có phần thi là khẩu đội súng chống tăng vượt hồ nước, chiếm lĩnh trận địa, tiêu diệt các mục tiêu. Ở trạng thi lượt về này, cái hành động của khẩu đội đã được diễn ra một cách liên hoàn từ vị trí xuất phát và cho tới khi về đích. Trong cái quá trình đó, khẩu đội bắt buộc phải xử lý một số các cái tình huống mà xảy ra trên đường để đảm bảo được về đích nhanh nhất. Rất là khó. Và trong chương trình này thì các chú chó của chúng ta sẽ làm gì? Lần này thì chúng ta sẽ không phải vượt qua vòng lửa, tuy nhiên thì vẫn vượt qua cầu Đồng Mộc, và cái chiều dài của cầu Đồng Mộc lần này sẽ dài hơn so với cầu Đồng Mộc và rào mái nhà lần trước. Cái bài tập này nó sẽ đòi hỏi ở các chú quân khuyển này những cái phẩm chất gì? Đối với bài tập lần này thì đòi hỏi thứ nhất là về huấn luyện viên, là đòi hỏi thể lực và kỹ thuật, kỹ năng bơi là phải nhuần nhuyễn. Cái thứ hai là về chó nghiệp vụ thì chó nghiệp vụ phải có cơ bản kỷ luật, có thể lực để vượt qua được hồ nước cũng như là vượt qua cầu Đồng Mộc. 11 đội tuyển tham gia lượt về của chúng ta đều là những vận động viên đã rất là xuất sắc, bởi đây đã là mùa giải thứ 3 rồi. Các đội tuyển đã quen được với cái guồng thi đấu và các bài tập thì liên tục được nâng cao hơn. Nhưng các đội tuyển của chúng ta thì vẫn thường xuyên hoàn thành được xuất sắc, và ở lượt về này thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi xem là những thử thách mới thì có làm khó được các đội tuyển của chúng ta hay không. Lượt đi đội tuyển thành tích tương đối tốt, và lượt về thì chúng tôi vẫn đang cố gắng. Từng cá nhân trong đội tuyển thì mỗi người đều xác định cho mình quyết tâm cao nhất.
Quân khu 1 quyết thắng. Chúng tôi cảm nhận là các đội tiến hành tổ chức luyện tập rất là bài bản, cơ bản và đội nào tham gia cũng rất là quyết tâm. Những cái nội dung liên quan đến vũ khí trang bị, thi đấu này, bắn mục tiêu thì nó thuộc về phần kỹ năng kỹ xảo hàng ngày của đơn vị chúng tôi luyện tập. Thi đấu làm sao bảo đảm an toàn, tất cả những nội dung về yếu lĩnh kỹ thuật động tác thì trung thành với điều kiện thì chúng tôi sẽ giữ được thành tích so với lượt đi. Một xong. Đấy, ông sờ cao, ông hà thêm được ngắm ông xuống một tí nữa. Anh em trong đội là có thể cuối tuần tranh thủ về thăm gia đình nên là anh em tinh thần rất là thoải mái và yên tâm công tác, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ. Bạn gái thì thường động viên tôi cố gắng, đấy cũng là một cái động lực để tôi cố gắng thi đấu tốt hơn. Mùa đầu tiên đến mùa 3 thì gia đình luôn theo dõi và xem chương trình của chúng tôi thi nên là đó cũng là một động lực. Mỗi trạng mỗi mùa thì chúng tôi phát huy hết tinh thần khả năng trách nhiệm của mình, quyết tâm cao nhất là thi đấu hết khả năng của mình để mang vinh quang về cho quân khu. Quân khu 1 quyết thắng. Các đồng chí chú ý là tập trung để thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh tự tin. Đồng chí Thuyết số 1, đồng chí Khương số 2 xác định phần tử chính xác, sau đó kết thúc phần bắn. Tất cả các đồng chí khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, quyết tâm giành lại vị trí số 1 của mùa 1. Quân khu 1 quyết tâm. Về đội tuyển quân khu 1 đang ở vị trí xuất phát chặng thi đầu tiên với các thành viên thượng úy Đinh Ngọc Thuyết, thượng úy Nguyễn Hữu Khương, thượng úy Nông Văn Toán, trung úy Vi Văn Hùng, đại úy Nguyễn Duy Công, thượng úy Hoàng Anh Thái và thiếu tá chuyên nghiệp Trần Nguyên Hưng đến từ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai với chú chó nghiệp vụ tên là Api. Và đầu tiên ở trong chặng thi thứ nhất thì đội tuyển quân khu 1 của chúng ta sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ liên hoàn. Trong vòng 1 gồm lượt đi và lượt về, mỗi lượt có 2 phần thi cụ thể. Chặng 1 khẩu đội súng chống tăng liên kết vũ khí trang bị trên bè mảng, tiến hành cơ động vượt hồ, chiếm lĩnh trận địa, tiêu diệt mục tiêu bia 15 cố định và bia 12B vận động Nam. Đội chơi chuẩn bị. Vâng, đội tuyển quân khu 1 đã xuất phát. Đây, họ đã xuất hiện rồi. Dẫn đầu của quân khu 1 là huấn luyện viên Trần Nguyên Hưng và chú chó nghiệp vụ Api đến từ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai. Chú chó nghiệp vụ Api thuộc chuyên ngành chó chiến đấu. Và bây giờ họ đang chuẩn bị tiếp cận mặt hồ. Tất cả những ai yêu thích những hành động chân thực sẽ rất yêu thích từng phút giây của quân khu số 1, bởi vì bạn sẽ cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ của quân đội ta qua từng thử thách kịch tính. Đầu tiên, bộ đội biên phòng cùng với chó nghiệp vụ sẽ đi trước để trinh sát trận địa. Vâng, chúng ta có thể thấy chó nghiệp vụ bơi rất là dũng mãnh đúng không? Dạ vâng, nhưng có vẻ là mới tiếp nước nên chó nghiệp vụ có vẻ đang nhìn theo huấn luyện viên để có thể bơi chính xác đường cơ động đúng không ạ? Vâng, chú chó nghiệp vụ có vẻ hơi hưng phấn thì trong cái quá trình học tập huấn luyện tại nhà trường thì bơi vũ trang của chó nghiệp vụ là một môn học bắt buộc để củng cố kỹ năng như là thể lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Lúc này đội quân khu 1 đã kết nối súng FPG9 xong lên bè mảng, tiến hành khiêng súng hồ và sau khi có hiệu lệnh từ chú chó nghiệp vụ sẽ tiến hành bơi theo. Độ sâu sâu nhất sẽ là bao nhiêu? 1m8. Vâng, vừa rồi thì huấn luyện viên và chó nghiệp vụ đã ra tín hiệu để đội tuyển xuất phát. Và lúc này là đội tuyển quân khu 1 đã xuất phát. Yêu cầu bơi vũ trang và kết nối bè mảng tương đối khó, nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các pháo thủ thì sẽ làm lệch cái đường bơi và có thể làm rơi các cái vũ khí trang bị đã được liên kết ở trên bè. Tất cả thành tích của phần tiếp theo là bắn súng SPG9 sẽ phụ thuộc vào việc đảm bảo an toàn trang thiết bị lúc này. Và tôi cũng có một câu hỏi là có khi nào chó nghiệp vụ của chúng ta lại bị đuối nước không? Đi nhanh hơn. Đối với chó nghiệp vụ thì khả năng đuối nước là rất khó, bởi vì là trong quá trình học tập huấn luyện tại nhà trường thì chó nghiệp vụ đã được huấn luyện cả về thể lực, về kỹ năng, về chiến thuật cùng với huấn luyện viên. Điển hình là trong cái thời gian vừa qua thì chó nghiệp vụ và huấn luyện viên đã thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên và thôn Nậm Tông, Nậm Lúc, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, thì đã trong cái quá trình cùng với các đơn vị đã hoàn thành
xuất sắc cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước cũng như là Bộ Quốc phòng giao cho. Cả nước đã dõi theo và đã cổ vũ từng phút từng giờ cho các chiến sĩ của quân đội nhân Việt Nam cứu hộ cứu nạn tại những vùng bị thiên tai bão lũ sạt lở vừa rồi. Trong đó thì có cả những chú quân quyển vô cùng đáng yêu mà mọi người rất hâm mộ nữa. Anh đứng lại. Và lúc này là đội tuyển FPG9 đã hoàn thành xong để chặng 10 vượt hồ. Khẩu đội sẽ nhanh chóng cơ động lên vị trí, mang đeo trang bị và thực hiện nhiệm vụ là chiến binh trận địa bắn mục tiêu cố định. Và lúc này thì đội tuyển quân khu 1 của chúng ta là đội tuyển xuất sắc nhất ở trong lượt đi vòng loại đầu tiên. Chúng ta còn nhớ là họ đã giành được giải quân khu xuất sắc nhất, quân khu số 1 trong mùa đầu tiên và chắc chắn lần này họ sẽ muốn chinh phục lại cái danh hiệu đó, cho nên là lòng quyết tâm rất cao. Nhưng cái điều tôi thực sự rất ngạc nhiên đó là vì sao họ vẫn có được cái sự điềm tĩnh, hết sức chuyên nghiệp, có một chút lạnh lùng như vậy. Vâng, có lẽ là do nước hồ chăng? Như vậy là lạnh cóng chứ không phải là lạnh lùng. Truyền thống vẻ vang của quân khu 1 được đúc kết là khái quát 8 chữ vàng, đó là trung hiếu, tiên phong, đoàn kết và chiến thắng. Thì điều đó cũng ngay từ cái truyền thống đã thể hiện công tác huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu của quân khu 1 rất là mạnh mẽ. Chúng ta nhìn thấy gương mặt rất thân quen, những gương mặt thân quen như Nông Văn Toán, Nguyễn Hữu Khương. Và trận tiếp theo, tổ đội FPG9 nhanh chóng cơ động theo địa hình chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị bắn đối với mục tiêu cố định. Và chó nghiệp vụ và đồng chí biên phòng sẽ luôn đi trước để trinh sát. Đúng rồi ạ. Chú chó nghiệp vụ và đồng chí huấn luyện viên trong cái đội hình tuần tra chiến đấu của lực lượng bộ đội biên phòng ở trên khu vực biên giới thì cũng luôn là dẫn đầu đội hình tuần tra, cách đội hình tuần tra khoảng 25-30 mét và chếch hàng rào để trinh sát trận địa. Chú chó nghiệp vụ của chúng ta bơi quãng đường hơn 140 mét nhưng vẫn còn rất sung sức. Và hiện nay là khẩu đội DKZ đã tiến hành thực hiện cái nội dung chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị bắn. Đối mục tiêu bắn này, khẩu đội DKZ tiêu diệt mục tiêu số 15. Về kích thước của mục tiêu số 15 tương đối là nhỏ, về chiều dài là 170 cm và chiều cao là 90 cm. Nếu như anh lúc này là người ngắm bắn ấy, thì anh sẽ nhìn thấy cái mục tiêu này trông nó như thế nào? Về đối với mục tiêu này thì đối với kính FPG9, về cái bội số nó hiện thị là tương đối rõ. Cái quan trọng nhất của pháo thủ lúc này là phải chọn được cái vị trí ngắm sao cho phù hợp với điều kiện địa hình, đặc biệt là khi bắn tà dương là nòng súng nó phải... Trước khi giải thích tà dương thì đồng chí phải trả lời là trông sẽ giống như thế nào? Trông! Về mục tiêu nhìn qua ống kính thì cơ bản giống như một cái cửa sổ có các cái khung ở bên trong để ta ngắm, có cái vị trí để ta ngắm bắn. Và mục tiêu sẽ là một chiếc xe tăng hay là một cái lô cốt? Đây là mục tiêu là lô cốt. Một chiếc lô cốt địch đúng không ạ? À, còn tà dương? Về tà dương ở đây là mục tiêu cao hơn trận địa. Đó, trận địa ở dưới thấp và mục tiêu ở trên cao, thì khi bắn những cái loại mục tiêu này thì đòi hỏi về cái quan sát, đòi hỏi về cái thao tác và cái bản lĩnh của pháo thủ phải thực sự nắm chắc về kỹ chiến thuật của pháo thì mới đảm bảo thực hành nhiệm vụ bắn được. Vâng, và rất là nhanh chóng khẩu đội trưởng và anh Thái đã kiểm tra xong, và chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả của đội tuyển quân khu 1. Tất cả mọi căng thẳng đang dồn vào giây phút này. Vâng, mục tiêu nổ tan xác. Vâng, chiếc lô cốt đã nổ tung rồi bằng một phát SPG-9 chuẩn xác. Đấy, uy lực làm rung động cả núi rừng Tuyên Quang. Rất là chính xác, mục tiêu rất là bền. Mục tiêu bia lô cốt chỉ hơn 1 mét thôi và cự ly là 600 mét. Vâng, và từ xa như các bạn cũng vừa nghe mô tả thì trông nó cũng sẽ rất là nhỏ trong cái ống kính ngắm của các chiến sĩ. Vâng, chúc mừng đội tuyển quân khu 1. Và còn điều chúng ta lưu ý nữa là đội tuyển quân khu 1 đang bắn ngược nắng đúng không ạ?
ánh nắng đang chiếu thẳng vào ống kính ngắm. Vâng. Tiếp theo thì đội tuyển sẽ cơ động vượt vật cản cầu Đồng Mộc để chiếm lĩnh trận địa thứ hai. Bạn API của chúng ta đã nhanh chóng dẫn đường đi trinh sát rồi. Vâng. Ở đây thì những vật cản rất là phù hợp với địa hình địa vật. Vâng, có thể thấy năm nay là ban tổ chức bố trí hệ thống vật cản và đường cơ động rất là khó hơn rất nhiều so với chặng lượt đi, đòi hỏi thể lực cũng như là kỹ năng của đội tuyển cao hơn. Lúc này thì tiếp tục đồng chí Khánh có thể chia sẻ là với cái cách bắn mà ngược nắng làm sao để không bị chói nhỉ? Đối với mục tiêu mà bắn ngược ánh nắng thì đòi hỏi pháo thủ số 1 quá trình huấn luyện là phải tích lũy được những cái kinh nghiệm vào trong cái quá trình bắn. Ví dụ như nếu như ánh nắng ngược thì có thể lấy bàn tay trái ta che về phía trước làm sao cho ống kính thu đủ mục tiêu và để đảm bảo là chọn được cái điểm ngắm vị trí phù hợp cho mục tiêu. Bởi vì mỗi một mục tiêu thì vị trí ngắm nó sẽ khác nhau chứ không một mục tiêu nào đều ngắm nó giống nhau cả. Và cái thang đo cự ly đấy thì nó phụ thuộc vào cái cự ly xác định từ trận địa đến mục tiêu sao cho phù hợp với cả kỳ nhau. Đó không chỉ là kỹ chiến thuật đâu, đấy còn là nghệ thuật. Vâng, cũng là thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt. Và sau khi khẩu đội kết thúc phát bắn và sẵn sàng cơ động ngay là nhằm cũng là một cái nội dung để tránh cái đòn hỏa lực phản hồi của địch khi bắn trả lại trận địa của chúng ta. Cho nên là đối với khẩu đội DKZ sau khi bắn xong phát thứ nhất có thể cơ động sang vị trí khác để đảm bảo bắn được ngay để tránh là địch phát hiện ra cái vị trí bắn của chúng ta. Rất là hay, bây giờ chúng tôi hiểu tại sao phải cơ động nhanh đấy. Mục tiêu thứ hai thì là mục tiêu xe tăng địch. Hiện tại là khẩu đội FPV9 đã chiếm lĩnh xong trận địa thứ hai, thực hiện nhiệm vụ là bắn mục tiêu vận động. Đối với mục tiêu vận động là bia xe tăng số 12B. Mục tiêu này khoảng cách cự ly là 600m. Nghĩa là còn xa hơn một chút nữa. Vâng, đảm xa hơn và lại còn di động, là một cái xe tăng di động. Về mục tiêu vận động hiện tại là chúng tôi tiến hành khi tổ nội dung xây dựng là sẽ về mục tiêu số 12B có chiều dài là 420cm, chiều cao là 190cm. Nhưng khi xây dựng thao trường là cho mục tiêu vận động chết, cho nên cái diện tích đã được thu hẹp khá nhỏ và cái tốc độ vận động của mục tiêu là khoảng 15 km/h. Cá nhân tôi đặc biệt ấn tượng với pháo thủ số 1 Đinh Ngọc Thuyết. Anh lấy phần tử bắn rất là nhanh. Không. Được. Chúng ta cũng đã thấy khẩu đội trưởng của anh Thái đã kiểm tra xong. Được. Và bây giờ xe tăng sẽ vận động từ trái sang. Được. Vâng, xe tăng đã vận động rồi. Nếu như ai đã từng chơi bắn, wow. Vâng, chính xác. Quá nhanh, chúng tôi không kịp nói gì hơn nữa. Nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu rồi. Đã bị tiêu diệt. Báo đi. Một phát đạn xuyên thẳng. Dũng mãnh. Và lúc này là mục tiêu xe tăng 12B đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khẩu trưởng nhanh chóng hạ khẩu lệnh cho khẩu đội thu pháo, thu trang bị vật chất, cơ động sang một vị trí khác sẵn sàng đảm bảo hoàn thành được cái nhiệm vụ tiếp theo. Lên. Thao tác rất là nhanh. Quá chuyên nghiệp. Đội tuyển đương kim vô địch chặng lượt đi về tốc độ, về kỹ thuật thật sự là đáng nể. Vâng, đúng như vậy. Và hiện nay là khẩu đội FPG9 của quân khu 1 đang băng tiến về đích. Một cái thành tích rất là đáng nể đối đội tuyển quân khu 1. Thì vận động viên đã rất là quen với nhịp thi đấu của trong chương trình của chúng ta. Hãy giữ nhịp điệu. Và họ đã trở về. Vâng, vậy là đội tuyển quân khu 1 đã kết thúc chặng thi đầu tiên ở lượt về với một cái thành tích rất là ấn tượng khi cả hai mục tiêu đều bị tiêu diệt ngay ở phát đạn đầu tiên. Còn bia không? Bia. Cơ bản là đối với bắn thì hài lòng, còn thời gian tôi nghĩ là vẫn hơi chậm so với cả khả năng của chúng tôi. Theo tôi nghĩ là cả đội hôm nay chúng tôi hiệp đồng tương đối tốt và xạ thủ chọn phần tử bắn chuẩn và kết thúc phát bắn cũng tiêu diệt mục tiêu luôn. Chúng tôi hoàn thành tốt. Mục tiêu bị tiêu diệt, đại thủ một viên. So với thời gian luyện tập thì chúng tôi tập rất là ngắn, để mà phần qua được cái phần thi này tôi cảm thấy rất là vui mừng vì là chó và người là huấn luyện viên là thực hiện bài rất là tốt. Cảm thấy là cũng mệt mỏi nhưng mà cơ bản là bây giờ là mình thấy là vui rồi. Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với tôi thì trải nghiệm này rất là đáng nhớ. Đầu tiên tôi tham gia chương trình quân khu 1 thách đấu này, nó so với sức khỏe tôi nó cũng là bình thường, nó đáp ứng được nhu cầu và cái bài đề ra. Còn với cái chó thì nó hơi quá một tí vì nó già rồi. So với bây giờ, hiện tại bây giờ thì nó
cơ bản đảm bảo vẫn rất là tốt. Chó là vẫn là tốt, vẫn thực hiện được. Hẹn gặp quân khu số 1 tại vòng 2. Yeah. Và đội tuyển quân khu 1 đã hoàn thành chặng thi đầu tiên với thời gian thi đấu thực tế là 10 phút 58 giây 19. Họ được thưởng 20 giây với việc là thừa một viên đạn khi bắn mục tiêu thứ nhất. Họ được thưởng thêm 10 giây nữa khi thừa một viên đạn xuyên khi bắn ở mục tiêu thứ hai. Và tổng thời gian của đội tuyển quân khu 1 trong chặng thi đầu tiên là 10 phút 28 giây 19. Một sự mở đầu rất là suôn sẻ trong một cái khung cảnh thật sự là ấn tượng của vùng thao trường trên Tuyên Quang. Vậy ấn tượng của các bình luận viên của chúng ta sẽ là như thế nào? Xin mời đồng chí Ngô Sĩ Khánh, đồng chí thấy là đội tuyển quân khu 1 bắn SPG-9 như thế nào? Đối với đội tuyển quân khu 1, khi đội tuyển quân khu 1 đóng quân ở khu vực là Thái Nguyên, nhưng mà khi cơ động sang đây thì về cái địa hình là tương đối là bố trí là tương đối lạ so với địa hình các đồng chí thường xuyên luyện tập. Và đặc biệt năm nay đối với khẩu đội DKZ là sẽ bắn là cái Tà Dương. Và Tà Dương và quân khu 1 là thi đầu buổi chiều, cho nên ánh nắng nó bắt đầu chiếu vào kính ngắm là pháo thủ ngắm rất là lóa. Cái thứ hai nữa là buổi là chúng tôi bố trí cái loại bia rất nhỏ và phù hợp với bắn mục tiêu điểm. Mà đấy, đồng chí phải giải thích cho khán giả biết là Tà Dương là gì. Về Tà Dương có nghĩa là đối với pháo thủ khi ngắm
là phải ngước mắt lên và cái nòng pháo nó phải hướng lên phía trên để bắn những mục tiêu cao hơn cái vị trí trận địa của mình, vị trí ngắm của mình, đấy gọi là bắn tà dương. Còn tà âm? Còn tà âm là ta nhìn thấy quan sát là xuống hướng nòng súng xuống phía dưới. Đấy, lấy không làm chuẩn thì ta đấy hướng nòng súng lên trên thì gọi là tà dương, mà dưới không thì góc không thì gọi là tà âm. Thế còn đồng chí Nam, vừa rồi thì chú quân khuyển của chúng ta xuất hiện, đồng chí nhận xét như thế nào? Vâng, đối với trận thi đấu vừa rồi của đội tuyển quân khu 1, đồng chí Trần Nguyên Hưng cùng chú chó nghiệp vụ API đã nhanh chóng cơ động, vượt hồ nước rất là nhanh để ra hiệu chính xác trận địa và ra hiệu cho đội tuyển xuất phát. Tuy nhiên thì chắc là do trận thi đấu đầu tiên cho nên là chú chó nghiệp vụ API của chúng ta hơi mất bình tĩnh, có một chút gọi là hơi sợ tiếng nổ. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì đồng chí huấn luyện viên Trần Nguyên Hưng đã nhanh chóng là trấn tĩnh, xoa dịu và động viên chủ chó nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước sang chặng 2. Chặng 2 với quân khu số 1 thách đấu lượt về thì sẽ là bài tập thi tìm hiểu lịch sử quân sự, và sau đó thì sẽ chuyển sang sử dụng súng tiểu liên AK và súng ngắn K54 để tiêu diệt mục tiêu. Và với thử thách lịch sử lần này thì chúng ta sẽ có những trận đánh để chúng ta cùng kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 2024. Và bây giờ thì chủ đề của chúng ta sẽ là năm 1949. Chúng ta sẽ có những trận đánh nào được nhắc tới? Chúng ta cùng theo dõi phần thi đấu của đội tuyển quân khu 1. Bình tĩnh, tự tin, theo đúng cái thống nhất trong quá trình luyện tập, các số điều khiển cái tay cò cũng như nhịp thở để làm sao là vào bia theo đúng như luyện tập. Quân khu 1, quyết thắng! Về vị trí xuất phát ạ. Về lần đội tuyển quân khu 1 đang ở vị trí xuất phát chặng thi thứ 2 với các thành viên thiếu tá chuyên nghiệp Phạm Xuân Lộc, thượng úy Nông Văn Toán, thượng úy Nguyễn Hữu Khương, đại úy Nguyễn Duy Công, đại úy Đỗ Trọng Điều, trung úy Vi Văn Hùng và đồng chí đến từ bộ đội biên phòng, đấy chính là thiếu tá chuyên nghiệp Trần Nguyên Hưng với chú chó nghiệp vụ tên là API. Và lần này thì tất cả các vận động viên ở trong đội hình thi đấu đều có những nhiệm vụ cá nhân, và chúng ta sẽ cùng được xem khả năng của đội tuyển quân khu 1. Đồng hồ về không? Đội chơi, chuẩn bị! Đối với chặng 2, đội tuyển quân khu 1 phải vượt qua thử thách hiểu biết về lịch sử quân sự, sử dụng súng tiểu liên và súng ngắn K54 tiêu diệt các loại mục tiêu. Chú chó nghiệp vụ API cùng với huấn luyện viên Trần Nguyên Hưng đã xuất phát đầu tiên của đội tuyển quân khu 1. Và chúng ta thấy quân khu số 1 là nơi hội tụ của sức trẻ, của tài năng, ý chí kiên cường, và những chương trình như thế này sẽ truyền cho chúng ta thêm rất nhiều động lực tích cực. Bây giờ họ sẽ chuẩn bị bước vào nơi trả lời các câu hỏi lịch sử, nơi chúng ta cùng ôn lại lịch sử truyền thống 80 năm của quân đội ta, quân đội anh hùng. Đó là trạng thi đầu tiên thì đội tuyển quân khu 1 đã thể hiện kết quả rất là tốt. Và Nông Văn Toán sẽ đại diện cho đội tuyển quân khu 1 trả lời 6 câu hỏi lịch sử. Câu hỏi 1. Hãy nêu tên gọi của một lực lượng được thành lập năm 1949 trong kháng chiến chống Pháp nhằm thay thế các đại đội độc lập chiến đấu bảo vệ địa phương. Vâng, chú chó nghiệp vụ của chúng ta có thể thấy là vẫn đang rất là cảnh giác. Không nghe rõ câu hỏi. Không nghe rõ câu hỏi. Câu hỏi 1. Hãy nêu tên gọi của một lực lượng được thành lập năm 1949 trong kháng chiến chống Pháp nhằm thay thế các đại đội độc lập chiến đấu bảo vệ địa phương. Có lẽ là Nông Văn Toán của chúng ta đang lúng túng với câu hỏi đầu tiên. Chưa chính xác. Câu hỏi 2. Ngay trong kháng chiến chống Pháp, quân đội ta đã từng tham gia giúp cách mạng Trung Quốc giải phóng một vùng biên khu trong chiến dịch nào? Biên khu Việt Quế, Quảng Đông, Quảng Tây. Câu hỏi trong chiến dịch nào? Ngay trong kháng chiến chống Pháp, quân đội ta từng tham gia giúp cách mạng Trung Quốc giải phóng một vùng biên khu trong chiến dịch nào? Bỏ qua đi. Bỏ qua. Câu hỏi 3. Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào là ngày bao nhiêu? 30 tháng 10, 1949. Chính xác. Câu hỏi 4. Đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập năm 1949 là đại đoàn nào? Đại đoàn 308. Chính xác. Câu hỏi 5. Kể tên 6 chiến dịch tiêu biểu của quân và dân ta trong năm 1949. Chiến dịch Bắc Quảng Nam, chiến dịch Sông Thao, chiến dịch Sông Lô, chiến dịch Cầu Kè, chiến dịch Cao Bằng Lạng, chiến dịch Lê Lợi. Chính xác. Câu hỏi 6. Hãy đọc chính xác lời thề thứ 2 trong 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam.
tuyệt đối phụ thuộc mệnh lệnh cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Chính xác, kết thúc. Vâng, như vậy là đội tuyển quân khu 1 đã trả lời đúng được 4 câu hỏi trên 6 câu hỏi, và đây cũng là phần mở đầu khá là tốt. Bởi vì là những câu hỏi này rất là khó, chúng ta cũng vừa lắng nghe. Đồng chí Hưng và thủ chó nghiệp vụ API đang vượt qua rào chui. Sau rào chui thì huấn luyện viên sẽ điều khiển chó nghiệp vụ cắn bắt đối tượng, tượng trưng cho tên địch trinh sát trận địa. Vâng, đồng chí Hưng đang thực hiện các thả cương cho chó nghiệp vụ. Dạ vâng. Tiến công, vượt qua hào nước và cắn bắt đối tượng. Đang chờ xem, vâng, chó nghiệp vụ đã nhanh chóng cắn bắt, khống chế đối tượng. Thì đối với chuyên ngành huấn luyện chó chiến đấu của trường trung cấp huấn luyện phòng thì phát triển dữ cắn bắt đối tượng là vô cùng quan trọng, phục vụ cho công tác trinh sát chiến đấu cũng như đánh bắt các loại đối tượng nguy hiểm có vũ trang ở khu vực biên giới. Vâng, lực cắn rất là mạnh. Đây là vận động viên đầu tiên Nguyễn Duy Công. Nguyễn Duy Công. Chúng ta thấy là chó nghiệp vụ cắn bắt như vậy thì những cái đồng chí mà huấn luyện cho chó sẽ gặp sự nguy hiểm, đúng không? Rất nguy hiểm. Chắc chắn rồi ạ. Tuy nhiên thì trong cái quá trình huấn luyện thì việc đảm bảo an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu, đòi hỏi kinh nghiệm cũng như là sự kiên nhẫn, chịu khó trong quá trình huấn luyện. Chúng ta nhìn thấy một tốc độ hành động rất dũng mãnh, rất chuyên nghiệp, lao qua bãi lầy và vượt qua rào thép gai của đội tuyển quân khu 1. Vâng, đây đều là những thành viên đã đi cùng chương trình của chúng ta 3 năm liền. Họ đã rất là quen với nhịp độ trận đấu và khả năng xạ thủ của các thành viên đội tuyển quân khu 1 thì đã được khẳng định rất là rõ khi họ là đội tuyển vô địch năm đầu tiên của chúng ta. Nhưng năm thứ 2 thì đội tuyển quân khu 1 lại chưa đạt được thành tích giống như họ mong muốn. Và bây giờ là cơ hội để đội tuyển quân khu 1 của chúng ta có thể tiếp tục. Có thể thấy là đội tuyển quân khu 1 sử dụng cái tư thế là bò thấp, tốc độ cơ động rất là nhanh. Hãy chiêm ngưỡng tốc độ của họ, hãy cùng cổ vũ cho tinh thần và quyết tâm của họ. Đầu tiên là Nguyễn Duy Công sẽ thực hiện tiêu diệt hai bia ở cự ly 100m với súng tiểu liên AK sẽ có 10 viên đạn và yêu cầu là bắn phát một. Đối với bia mục tiêu số 2 và số 5 về kích thước là tương đối nhỏ, cự ly. Wow, thật tuyệt vời. 100m. Chúng ta thấy ngay một chiếc bia đã rụng rồi. Vâng, Nguyễn Duy Công. Hai bia đã biến mất. Với hai viên đạn, đồng chí Nguyễn Duy Công đã tiêu diệt được hai mục tiêu và tiến hành tiếp tục đồng chí thứ hai. Thừa 8 viên đạn và tiếp theo là Thượng úy Nguyễn Hữu Khương đến từ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, quân khu 1. Tuyệt vời. Vâng, đồng chí Khương đã nhanh chóng tiêu diệt hai mục tiêu. Tiếp tục thừa 8 viên đạn. Có thể thấy là cái chất lượng bắn của đội tuyển quân khu 1 rất là đồng đều. Họ luôn xuất sắc. Tuy nhiên các đội tuyển khác cũng không kém phần. Vâng. Và vì thế cho nên họ cần phải cố gắng hơn bao giờ hết nếu năm nay họ muốn giành lại được danh hiệu quân khu số 1. Vâng, và tiếp theo là chiến đấu viên Đỗ Trọng Điều đến từ tiểu đoàn 20 bộ tham mưu quân khu 1. Có thể nói về cái việc sử dụng súng đội của đội tuyển quân khu 1 đã thực sự là thuần thục và chính xác. Đối với súng tiểu liên ở đây thì các đơn vị của quân khu 2 là trang bị cho và các đội tự bốc súng, tự hiệu chỉnh súng của mình để bắn. Và vừa rồi ông chí quan sát thấy đội tuyển quân khu 1 sử dụng hết 7 viên đạn để tiêu diệt 6 mục tiêu. Đây cũng có thể là một thành tích tuyệt vời của đội tuyển quân khu 1. Thực sự là một kỷ lục, 7 viên đạn tiêu diệt 6 mục tiêu. Gần như là bách phát bách trúng đấy. Luôn xuất sắc. Vâng, chúng ta có thể thấy là sau khi tiêu diệt các mục tiêu bằng súng AK thì ba vận động viên cùng với chó nghiệp vụ, huấn luyện viên tiếp tục cơ động chiếm lĩnh trận địa tiếp theo. Vâng, và các vận động viên của chúng ta vừa cơ động qua bãi lầy rất là mệt và chó nghiệp vụ cũng phải đi cùng với các chiến đấu viên của chúng ta. Ngay sau khi tổ bắn súng AK, tiểu liên AK xong, hiện tại là tổ bắn súng K54 đã tiến hành cơ động vượt qua các cái vị trí rích rắc, vượt qua hào và tiến hành lên bắn mục tiêu, các cái mục tiêu cố định đối với súng ngắn K54. Và đây là một vận động viên rất là nổi bật của đội tuyển quân khu 1, chiến đấu viên thiếu tá chuyên nghiệp Phạm Xuân Lộc, cự ly là 25m.
Thực ra chúng ta quan sát trên màn hình thì thấy mục tiêu rất là gần, nhưng mà để đòi hỏi đưa đạn về trúng cái mục tiêu này thì phải nói là đòi hỏi kỹ thuật. Vâng, với cũng chỉ 2 viên đạn, đồng chí chiến đấu viên số 1 đã tiêu diệt gọn 2 mục tiêu. Vâng. Nhưng cá nhân tôi hay nếu mà được quan sát thì có lẽ là hy vọng đội tuyển quân khu 1 sẽ chậm lại một chút để chúng ta có thể chia sẻ được nhiều hơn về hành động của các vận động viên, nhưng họ thao tác quá là nhanh. Hết vận động viên này đến vận động viên khác tiêu diệt hết các mục tiêu, và tiếp theo là Nông Văn Toán, vận động viên xuất sắc nhất ở trong mùa giải đầu tiên. Vâng, cũng như các vận động viên khác, đồng chí Toán cũng thực hiện các cái phát hai mục rất là chuẩn xác. Rất khủng khiếp. Và đồng chí thứ hai cũng thực hiện 2 viên đạn 2 mục tiêu, có thể nói là về xác suất trúng mục tiêu là 100% đối với tuyển quân khu 1. Hy vọng đồng chí thứ ba sẽ tiến hành tiêu diệt giống như 2 đồng chí vừa rồi. Vâng, tiếp theo là Trung úy Vi Văn Hùng đến từ tiểu đoàn 20 bộ tham mưu quân khu 1, một đồng chí tốt nghiệp trường sĩ quan đặc công, và chúng ta có lẽ cũng sẽ tin tưởng. Cự ly là 25m với 2 bia kim loại. Tiếp tục chính xác. Ồ, một viên đạn đá trúng. Vâng. Với 3 viên đạn thì đồng chí đã tiêu diệt được 2 mục tiêu. Đây cũng có thể một thành tích không tồi đối với một xạ thủ súng ngắn K54. Vâng. Và lúc này thì 3 đồng chí bắn K54 sẽ mang đeo trang bị để tiếp tục thực hiện phần bắn chữ của chúng ta. Sau khi tổ súng ngắn K54 đã hoàn thành nhiệm vụ thì lúc này 2 tổ sẽ ghép lại thành 1 đội, 6 đồng chí cộng với đồng chí biên phòng sẽ tiến hành bắn mục tiêu, gọi là mục tiêu hiện chữ. Ở đây là đòi hỏi là các tổ phải có cái chiến thuật rất là tốt. Ví dụ các đồng chí bắn bia từ trái sang phải, lần lần hiện các cái chữ mà do ban tổ chức quy định. Thoa chứ đồng tiêu. Và bây giờ là đội tuyển quân khu 1 với 6 đồng chí trong đội tuyển cùng 1 đồng chí bộ đội biên phòng thực hiện nội dung bắn hiện chữ, đã cơ động lên vị trí tuyến nòng bắn. Và chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến dòng chữ quyết chiến quyết thắng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hy vọng họ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng này. Vâng, chữ Q. Thì cho nghiệp vụ chúng ta sẽ cảnh giới ở phía sau để cho đội tuyển có thể thực hiện các cái phát bắn tiêu diệt mục tiêu. Chia sẻ thêm với quý vị khán giả là đối với chú chó nghiệp vụ thì trong cái quá trình huấn luyện đã được huấn luyện đầy đủ về làm quen âm thanh tiếng nổ. Dừng chữ cái đang lật lên rồi, quyết chiến. Quyết chiến, quyết. Còn 2 chữ nữa. Còn 2 chữ. Cố lên nào các đồng chí. Chữ N và chữ G. Chữ N đã hiện rồi. Tuyệt vời. Chúc mừng đội tuyển quân khu 1 quyết chiến quyết thắng. Thật tuyệt vời. Đây cũng chính là khẩu hiệu để chúng ta chào mừng 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xong chưa? Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết chiến quyết thắng. Xong chưa? Và ngay sau khi bắn xong là đội tuyển quân khu 1 tiến hành cơ động về đích. Có lẽ cái quãng đường ở trạng 1 đã không làm khó đối với đội tuyển quân khu 1 ở trạng 2 này. Vâng. Tập hợp thành một hàng dọc để cơ động về đích. Cố lên nào. Trở lại, trở lại. Dẫn đầu là Nguyễn Duy Công. Tiếp theo là Nguyễn Hữu Khương. Trải qua một chặng đường thi đấu rất là dài nhưng mà thể lực của các đồng chí vẫn rất là khỏe, rất là tốt. Liệu rằng đội tuyển quân khu 1 có thể mang về thành tích hơn nữa cho mình đối với những mục viên đạn thừa sẽ được trừ đi trong thành tích là 5 giây. À, như vậy chúng ta thấy quân khu số 1 không chỉ là một cuộc thi, đây còn là một hành trình trưởng thành của các chiến sĩ. Họ đã trở nên những chiến binh tinh nhuệ như thế nào các bạn đã nhìn thấy. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tiếp tục quân khu số 1 để thấy niềm tin và bản lĩnh về thế hệ quân nhân mới. Những bộ quân phục lấm lem bùn đất cùng với chú chó nghiệp vụ cũng rất là nỗ lực đã hoàn thành chặng thi thứ 2. Và lúc này các vận động viên của đội tuyển
Quân khu 1 vừa khám súng và lúc này chúng ta có thể chúc mừng đội tuyển quân khu 1 đã kết thúc lượt về vòng loại đầu tiên của chúng ta. Với việc là họ đã thừa 88 viên đạn, xin chúc mừng đội tuyển quân khu 1. Với thành tích thừa 88 viên đạn, lúc này đội tuyển quân khu 1 sẽ được trừ đi 440 giây vào trong cái chặng 2 của mình. Vâng, tương đương với 7 phút 20 giây. Một kết quả rất là áp lực đối với những đội tuyển thi đấu tiếp theo đây. Nhưng hy vọng đây cũng sẽ là một cái động lực để cho các đội tuyển thi tiếp theo sẽ có những thành tích còn tốt hơn nữa. Sau khi đội tôi thi đấu thì cũng rất là vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và qua thi đấu xong thì cũng có nhiều cái là cũng hơi tiếc. Chúng tôi đề ra là mỗi viên một viên thì cũng có những viên là chưa trúng mục tiêu. Bởi vì chúng tôi đây là bắn trong quá trình vận động nên là thể lực cũng có nhiều thay đổi nên là bắn không được như là bắn tính. Mục tiêu của chúng tôi là thừa là 90 viên đạn nhưng mà trong thực tế thì cũng chỉ chưa được 90, chỉ được có 88 viên thôi. Chúng tôi rất là quyết tâm bởi vì mùa 1 thì chúng tôi đã đạt thành tích rất là xuất sắc rồi. Thì chúng tôi cũng muốn là duy trì cái thành tích đó từ giờ đến thi đấu xong. Và đội tuyển quân khu 1 đã hoàn thành chặng thi thứ hai với thời gian thi đấu thực tế là 14 phút 43 giây 79. Họ được thưởng 7 phút 20 giây với 88 viên đạn còn thừa. Và họ bị cộng thêm 60 giây khi không trả lời đúng hai câu hỏi lịch sử. Và thời gian của đội tuyển quân khu 1 ở trong chặng thi đấu thứ hai là 8 phút 23 giây 79. Và tổng thời gian của đội tuyển quân khu 1 ở trong trận thi đấu đầu tiên của lượt về, họ thi đấu với thời gian là 15 phút 51 giây 98. Và dường như là đội tuyển ở quân khu 1 đã có một cái kết quả rất là tốt sau hai trận thi khi tổng của hai trận thi đấu của họ là 34 phút 19 giây. Và gần như đây là một đội tuyển đầu tiên sẽ bước chân vào vòng loại thứ hai của chúng ta. Vâng, đúng là một đội tuyển có truyền thống, quân khu 1 là xuất phát từ chiến khu 1 hay là liên khu 1 rồi liên khu Việt Bắc hay quân khu Việt Bắc. Đây chính là một cái quân khu nằm ở đông bắc của Tổ quốc chúng ta. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và dựng nước của dân tộc ta thì Việt Bắc là vùng rừng núi địa đầu của Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược quân sự đặc biệt quan trọng. Và những cái tên như Sương Giang, như Chi Lăng, Yên Thế là những cái địa danh mà đã ghi dấu trong lịch sử của vùng đông bắc của Tổ quốc. Sau đó chúng ta biết là Cao Bằng hay Lạng Sơn cũng là những cái nôi của cách mạng của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta thấy quân khu 1 ngày hôm nay đã thể hiện được truyền thống của quê hương cách mạng Việt Bắc. Tổng là 130 viên đạn, 32 bia. Nếu như mà đạt xác suất tối đa là 98 nhưng mà chỉ bắn ra ngoài 10 viên. Như vậy tôi thấy rất là khâm phục về cái chất lượng huấn luyện cũng như là những cái yếu lĩnh và cái bản lĩnh của đội quân khu 1. Điều chúng tôi rất là vui mừng là đội tuyển quân khu 1 đã mở đầu thành công cho chương trình quân khu số 1 thách đấu lượt về. Và buổi sáng thứ bảy hàng tuần, khán giả xem truyền hình Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho chương trình quân khu số 1 thách đấu. Giờ họ đang chuẩn bị tiếp cận mặt hồ. Tất cả những ai yêu thích những hành động chân thực sẽ rất yêu thích từng phút giây của quân khu số 1, bởi vì bạn sẽ cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ của quân đội ta qua từng thử thách kịch tính căng thẳng đang dồn vào giây phút này. Và mục tiêu nổ tan sát động vượt tập đoàn Cầu Đồng Mộc để chiếm lĩnh trận địa thứ hai. Bạn Api của chúng ta đã nhanh chóng dẫn đường đi trinh sát rồi. Chúng ta đã thấy của đội trưởng của anh Thái đã kiểm tra xong và bây giờ xe tăng sẽ vận động từ trái sang. Xe tăng đã vận động rồi. Nếu những ai đã từng chơi bắn, wow. Vâng, chúng ta quá nhanh, còn không kịp nói gì hơn nữa. Hai chữ nữa. Hai chữ. Cố lên nào các đồng chí. Nửa và chữ nửa. Chữ nửa đã hiện rồi. Tuyệt vời. Chúc mừng đội tuyển quân khu 1 quyết chiến quyết thắng. Thật tuyệt vời. Đây cũng chính là khẩu hiệu để chúng ta chào mừng 80 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Xong chưa? Quân đội nhân dân Việt Nam quyết chiến quyết thắng. Không, không, không.